Shalala. We will come to your stage. Please welcome to Shalala. That's cool. Cảm ơn các Sarala có phần trình diễn tuyệt vời vừa rồi. Và bây giờ sẽ là phần trình diễn của hai bé Khánh Ngọc và Thái Huy Vũ Quang. Trang phục của bé gái Indonesia tuy vẫn giữ nguyên kiểu dáng và hoa văn cổ truyền, tuy nhiên đã được cắt tăng lên rất là nhiều. Bên đây, bên sau, bên này con ơi. Bên tôi đi. Xin quý vị và các bạn hãy cho một tràng pháo tay để cổ vũ cho phần trình diễn của hai bạn. Thank you for your support to the corner. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với đất nước Timor Leste xinh đẹp thông qua phần trình diễn của hai bạn đến từ Timor Leste. Welcome to Timor Leste. We post the snake from the texture of material type, from Chen Ben Anh and Trang phục của người Timor Leste thường sử dụng nhiều phụ kiện trang trí như vòng tay và vòng cổ, đặc biệt là vương miện đeo trên đầu có trang trí hình ngôi nhà sàn truyền thống. Look to Timor Leste, everyone. Thank you for your performance. Thưa quý vị và các bạn, mỗi bộ y phục không chỉ thể hiện kỹ thuật thêu may và sự sáng tạo của con người, mà ẩn chứa bên trong đó còn là giá trị lâu đời của nền văn hóa đã sản sinh ra nó. Chúng ta bây giờ hãy cùng nhìn ngắm tất cả những trang phục của các quốc gia Đông Nam Á và của tại Việt Nam. Let's again look at the traditional costume of ethnic groups in Vietnam and some countries in Southeast Asia. Xin quý vị các bạn hãy cho một tràng pháo tay để cổ vũ cho sự quay trở lại của tất cả các bạn nhỏ chúng ta. Thì các bạn nhỏ của chúng ta tự tin nắm tay nhau bước ra sân khấu cũng là một thông điệp về một thế giới hòa bình và ổn định. Bật đi. Bật tay đi ơi. Đi. Và bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng nhau hát ba bài hát Trái đất này là của chúng mình cùng với lại tất cả các bạn nhỏ ạ. Cảm ơn phần trình diễn rất là ý nghĩa và bài hát rất hay vừa rồi.